cây mà cho nên đầu tư nó ra được quá nhiều. Thank you.
kỳ nè, đến đây không chủ yếu là mua nè. Ủa cho hỏi cái gì bán chè đây rồi ta? Bán chè đây không có, nay nó nghỉ rồi. Ủa nghỉ hả? Ờ, sớm. Nay không rồi, nó ngày nay không có. Chè ăn hay là chè gì? Chè ăn á? Nó không bán giờ con. À không bán. Này nó nghỉ 2 bữa rồi. Ngày mai nó mới bán. Ủa nghỉ 2 bữa rồi, ngày mai nó mới bán. Trong chợ có bán chè không? Ngay chỗ chè xuống nước hay trời chè ngay chỗ con này nó bán. À, rồi, rồi. Cảm ơn nha. Còn cái nước còn gì à? Chè số nước đó mấy bịch đó. Lấy cho 8 bịch đi. Ủa làm gì có 8 bịch đó. Có thì được mấy bịch đó. Đây lấy. Mấy bịch. Lấy 2 bịch. Làm đủ thì lấy 2 bịch. Còn mấy bịch luôn. Có 4 mẹ 5 6 7 nè. 7 bịch. 4 7 bịch. Mấy bịch chứ lấy 2 ngàn. Rồi mấy ngàn măng le vậy? Là cho 40 ngàn nó chút. Rồi 40 ha. Rồi bao nhiêu tiền măng le? 50 ngàn ký ha. 20 chưa? 30 hả? 20. 20 chưa rồi. Lấy 25 ngàn luôn đi. Rồi có 20 à, không lấy 25 đâu. Có 20 ngàn đấy hả? Rồi bốc mãi rồi. Đây 40 đây. Rồi ok. Rồi cảm ơn nhiều.